Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên em nhé. Hôm nay thì em có một bộ dàn mini. Ở đây thì là bộ 7 GHz DV, tức là hàng đồng bộ luôn các bác nhá. Cục và loa đồng bộ luôn. Đấy, con này em chỉ hơi tiếc một chút, đó là bên kia họ đóng hình như có vẻ, em nghĩ là có vẻ là hai con loa này nó lệch seri. Đấy, thế thôi chứ còn về cơ bản thì các bác nhìn nó chả khác ở nhau nhá. Đây, nó y chang nhau luôn. Cái loa này thì nó không phân biệt về trái với phải các bạn, loa này nó không phân biệt về trái với phải. Các bác nhìn thông hơi này thì nhiều bác đang đánh giá là đây nó cùng vế của thông hơi đây, tại sao lại bảo không có phân biệt về trái với phải. Nhưng mà riêng cái con 7 GHz DV này nhá, hoặc là X7 các bác nhá, thì tất cả X7 DV và 7 GHz DV loa của nó nhá, thông hơi nó đều đặt ở vế trái hết các bác nhá. Con nào cũng vậy. Con nào cũng vậy nhá, chứ không phải là riêng hai con này. Các bác có xếp 10 con ra đây kể cả trùng seri thì nó vẫn cứ là thông hơi mỗi con một bên. Cái này nó là thiết kế chuẩn của nó như vậy rồi các bác nhá. Đấy, thế nên là các bác yên tâm là hai con này nó giống y chang nhau. Và bọn này thì nó không phân biệt là loa trái loa phải đâu. Đây này. Trên này nó không phân biệt loa trái loa phải, thế nên là kể cả lệch seri tí nhưng mà nói chung là nhìn nó vẫn cứ tương đương nhau như nhau hết các bác. Đấy. Cái đặc điểm của dòng X7 DV nó là vậy, hoặc là 7 GHz DV nó là vậy. Thì em nên cho các bác đây là lên con 7 GHz DV đồng bộ luôn, loa cục đồng bộ luôn. Đấy. Con này thì các bác kết nối tivi rồi điện thoại máy tính vô tư, nghe sướng lắm, nhạc rất hay. Đời cao thế nên là tản nhiệt nó không còn cái đít nhô ra ngoài nữa các bác nhá, nó sẽ đưa vào trong và quạt gió sẽ thổi ra ngoài. Đấy. Công suất của loa đạt 70W một loa, trở kháng từ trước là 4 ohm. Hiện tại thì em đã kết nối sẵn cầu loa, dây điện thoại rồi kết nối dây tivi. Xong hết rồi thì em sẽ test thử, mời các bác nghe thử chất âm. Đấy. Con này hiện tại em thử CD mà đây thì hiện tại mắt nó kém quá nhá. Đấy. Cơ thì nó vẫn ra vào ngon lắm nhưng mà mắt nó hơi kém rồi. Nói chung thì hàng bãi thì con mắt kém con không các bạn. Thế nên là nhiều khi các bác chả dùng đâu, có test quá chả dùng. Thế nên là con em bán chủ yếu là để các bác chạy kết nối điện thoại và dịch giải mã, và tức là kết nối Smart TV đấy. Bộ này nhá thì bình thường của nó sẽ là 2,1 triệu là chưa được tặng bất kể sản phẩm gì cả. 2,1 triệu là chưa được tặng là sản phẩm gì kèm đi theo. Tức là 2,1 triệu chỉ có dàn không. Đấy, còn hàng của nó chuẩn của nó rơi khoảng là 2,4 triệu, 2,5 triệu. Nhưng hôm nay 2,1 triệu các bác sẽ được tặng thêm một dây điện thoại và một dây quang. 2,1 triệu được tặng kèm một dây điện thoại và một dây quang các bác nhá. 2,1 triệu được tặng kèm một dây điện thoại và một dây quang. Đấy. Còn bên này thì cái chân bên này và chân bên này đây, ba chân này thì nó bị mất chân rồi. Đấy, thì về các bác có thể thiết kế lại cái chân, hoặc không thì có thể bỏ qua luôn, bởi vì là mình nghe nhạc là chính. Dòng này thì bát 13 các bác nhá. Bát 13, vỏ rộng 15.5, sâu 23.5 và cao của nó đạt 26.5 đến 27. Cao này, từ đỉnh xuống đáy này. Đấy. Đây em đang cắm điện thoại này, đang kết nối điện thoại máy tính nhá. Đây con máy tính nhá. Đấy. Thì em lên nhạc các bác nghe thử luôn này. Như xin em đừng hờn trách thôi. Vì giờ đây trái tim đã ra lạnh. Từng giọt mưa bay trong trên mong. Xóa môi son phai nhạt, nhìn giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay, người yêu ơi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài, giọt nước mắt hay lau thật khô. Xóa hết tâm tư buồn thương, người yêu ơi vẫy tay
trái tim đã ra lạnh. Để giọt mưa bay trong chiều mong, khẽ xa môi son phai nhạt. Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Hay lắm các bạn, nói chung là sử dụng những cái dòng này thì nó bền. Bền thì rất là bền luôn, nếu các bác cắm trăm chuẩn điện 100V rất bền. Và chất âm rất là hay, nó hay hơn so với cả dàn vi tính rất là nhiều các bạn nhé. Cùng phân khúc tầm khoảng 3 triệu đổ xuống thì dàn vi tính không thể so sánh được với những cái dòng này các bạn nhé. Đấy, nhìn cái dòng vi tính nhìn trông nó nhựa lắm. Rồi, đấy là em có thể kết nối được với cả gì ạ, máy tính, điện thoại. Còn bên em muốn kết nối TV thì em sẽ chuyển sang đường quang. Đó, đây đang kết nối TV các bạn nhé. Mà giá thành thì lại có 2 triệu mốt thôi, mà lại được tặng 200 nghìn nữa. Thì tính ra là các bác bỏ ra có 1 triệu 8 à, 1 triệu 8. À 1 triệu 9. Đấy, bình ra các bác bỏ ra có 1 triệu 9. Đấy, các bác làm mà chốt bộ này thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, xin chào các bác.